Năm 2023 sẽ là năm được dự báo tiếp tục là năm khó khăn, thách thức trong việc cung cấp điện của ngành điện Việt Nam và tại khu vực miền Bắc trong thời gian tới. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, ngành điện lực miền Bắc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Với chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm giai đoạn 2021-2025, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải điện DIA với 3 mục tiêu chính gồm tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Năm 2023, dự báo sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt khoảng 251,28 tỷ kWh, tăng khoảng 9 tỷ kWh so với năm 2022. Tại 27 tỉnh miền Bắc là 90,3 tỷ kWh, trong đó điện công nghiệp chiếm trên 65%, tăng khoảng 9%. Mục tiêu cao nhất của EVN-MPC năm 2023 là đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, quyết liệt chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, EVN-MPC mong muốn các bộ, ngành, chính quyền địa phương có cơ chế, biện pháp hỗ trợ về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tiếp tục quan tâm đầu tư thay thế hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại, sử dụng tối ưu năng lượng, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch sản xuất phù hợp, dịch chuyển sản xuất tiết kiệm điện vào khung giờ cao điểm mùa hè nắng nóng sắp tới, tăng cường phối hợp để giảm tải trong các khung giờ cao điểm mùa nắng nóng khi có đề nghị từ ngành điện.